Đó là cái cây bộ công anh. Đây là Ồ, bộ công an nhé hả? Cái này cái này chị rảnh hay lắm này. luộc tốt lắm nè. Tính là mình nghĩ cái con bò rồi tại sao nó ăn cỏ nghe nó tốt sao mình không ăn ta. Thì đúng rồi. Đây bộ công anh nè. Thầy có thơ từ gì không? Vậy không, sao mấy năm không có thơ từ gì hết Cái kia vậy? Không có thơ gì hết hả? trơn. Không biêu không bận gì hết trơn. Cái cấp nó phải gửi đến cho thầy rồi đó, tại 15 mà due date đó. Vậy còn bảo hiểm sao nó không gọi về thầy á? Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm Nó hiểu làm bảo hiểm sức tháng khỏe. chắc nó cho luôn là sao Nhưng mà nó phải gửi bill cho thầy chứ, cho không cho không nó mấy không mấy gửi năm chứ. mới thơ từ gì Đang chứ lấy thơ từ ấy hả? không mấy Lạ năm quá. không thơ không chết không gì nó im lặng mấy bữa có rồi ngày đăng ký vụ có mắc bữa nào chưa thì hôm qua con nói chuyện với thầy á, con thưa chuyện với thầy á, thầy bảo là đi khám nhưng mà không có mổ xẻ gì hết. Thầy có nhớ thầy bảo con vậy không? Thầy không mổ xẻ thì con đi khám này nói chuyện gì vậy? Cho nó bảo mắt thầy cần phải mổ như vậy, tại vì mắt thầy thí dụ mắt thầy có cườm, mình gọi không đồng ý đó này không phải là cườm con thí dụ như vậy, con nói thí dụ vậy hay là thầy như con nữa, nó bắn tia laser ra mắt thầy á, thầy có biết không? Nó bắn á, nó để dọi manh cái mắt thầy, nó bắn cái đó, nó bảo là ô, càng ngày nó càng build up lên thì cái mày không nhìn thấy, nó mờ tịt đi, một mắt mày nhìn thấy một mắt mày mờ. Con nó bị như vậy, con bị bắn đó thầy, một mắt bị bắn á, còn một mắt còn được á. Nó đau không? Còn có đau, tia laser mà đau gì thầy? Tia laser có đau. Không có giật mình đâu, không có giật mình gì cả, nó để thầy không biết cái gì á. Nó bắn lúc nào thầy không biết á. Tại vì thầy biết là vô trong đó cái đồ khám mắt á. Thì nó để ngay mắt thầy á. Ở trong đó có đờ máy móc vậy đâu có biết, nó để ngay cái loại ánh sáng ngay mắt này, nó dọn chứ tôi tưởng đâu là nó ngồi rồi nó lấy cái thấy trên mạng nó để nó lấy con dao rồi nó rạch no, nó làm no, 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 no. Thầy đừng biết, thầy không biết cái gì hết đó. Nó làm thầy không biết gì mà cái đó là nó cho thầy mê rồi. Nhà con nó mổ vậy, mấy nhà con nhiều người mổ lắm rồi, con đưa đến rồi giờ nó sáng hơn con đó. Nó lớn tuổi mà nó sáng hơn con đó. Mà giờ nói thầy là nhất định không chịu mổ đi, con hỏi đi. Không, tôi tưởng nó mổ là đi mổ rồi đè nó xuống rồi lấy cái dao rồi không, chứ nói thầy không biết gì đâu. Nếu mà đục cái đó là thầy không biết một tí gì hết. Tại vì mổ, tại đi bác rồi sĩ á, ví dụ như hồi xưa á, có mấy người mổ về nó đuôi luôn đó thôi. À, chừng nào nó đuôi, nó đuôi. Thầy, ở Mỹ đấy, chứ không phải Việt Nam đâu thầy. Con nói thầy nghe, nó chỉ mổ cho này một mắt à. Bây giờ mắt cái thầy lành vậy đó, thì nó mổ kia. 2 tháng, 1 tháng nữa. Chứ không bao giờ nó làm 2 mắt của thầy hết á. Bây giờ không vậy. Như cái răng của thầy mà nó chỉ mổ một cái chứ không dám mổ 2 cái đó thầy có tin không? Đó đừng nói nó nghĩ nó làm không phải như Việt Nam đâu thầy ơi, đây con thầy yên chí một tí, thầy đừng có sợ gì cả, nó thực tế tí thầy, mà đấy là tiền bảo hiểm thầy đóng mà chứ đâu phải thầy không đóng, thầy đóng thì nó phải trả tiền cho thầy chứ. Việt Nam cũng vậy, Việt Nam có mua tiền bảo hiểm đó thầy, không biết ở Việt Nam thầy có mua không, chứ không thấy Việt Nam có mua đó không, Việt Nam xưa thì có mua không? Không ở đây ở đó thằng này. Tại sao còn trẻ, không phải cho con trẻ, cho con trẻ thì không có, hồi đó đâu có đi, trời, không có đi khám bệnh gì, chỉ có trước khi qua Mỹ là khám lần rồi vô bệnh viện. Nó bắt phải khám. Dạ, bệnh viện gì Việt Pháp, dạ. Nào, Hoàng Mỹ gì đó thôi nó là bắt nó cần có thể có bệnh viện. Duy nhất thôi chứ không, tôi sợ, chết sợ được kia lắm. Tại vì nè, nó có những cái ám ảnh trong cuộc đời, ông mới cảm thấy tôi á, giống như tôi bị sốc, những cái chuyện sốc mình ám ảnh trong cuộc đời á, mình con người nó nặng cái tình. Hồi đó đó tôi nhớ có đứa em gái tôi giờ nó lớn rồi đó, giống như hồi đó nó bị đi chết, nó bị áp xe mà về mà nó sưng hết lên, nó sưng lên mà nó cục vậy nè, dạ. Nó đau nó khóc, thật sự là tôi không biết bây giờ, thật ra mười mấy tuổi tôi đã đi rồi, hồi nhỏ mình thương em mình cái tình em nó sao thì mình không biết thật sự, nhưng mà thấy kiểu không nổi, ông thấy không, ví dụ như hồi xưa tôi bị cá ngát nó chém nè. Tôi nhớ ám ảnh tôi hồi 7-8 tuổi, ông già tôi, ông đổ ông bọng. Ông đổ ông bọng cái tôi thấy con cá ngát á, thấy nó bự cái thấy ham á, nó nhớt nhớt cái nắm cái đuôi giật lên, nó đâm vô đây nè. Ông biết tôi khóc mấy ngày mấy đêm đó, mình giờ không nhớ là cái nhức nó ra làm sao, nhưng mà tôi hồn nít nè. Mà ông nghĩ là phải đút cái tay vô nguyên một cái bồn nước mắm á, ngâm ở trong á. Mà giật ra là chịu không nổi. Mà cái thời đó thì ông nghĩ cái thời bao cấp thì làm gì có bác sĩ, y sĩ đâu. Nó do nhóm như bây giờ mà gọi là nó có thuốc rồi nó chích đâu. Thời đó có một mình, có một ông bác sĩ tên là ông Hairo, chắc giờ ông cũng chết rồi.
Thành ra tôi nói ông nghe đó, những cái ám ảnh là tôi thấy em tôi vậy tôi chịu không có nổi. Tôi nhớ tới bây giờ, thành ra mỗi lần đi xin chích thuốc á, là giống như cái nó vô cái đầu, yeah, ấn tượng rồi, ông thấy không? Nó thành ra bây giờ, thí dụ chứ tôi nghĩ nè, mình nói bởi con người nó có cái trái tim, nó tùy cái hoàn cảnh, tôi muốn giữ dằn vậy đó. Nhưng mà nói chứ không có ai khổ mà có tật ai chọc và chửi à. Cái gì? Thí dụ như đồ nghĩ hồi đó, tôi thấy cái bà già đó, bà đi bà lội dưới sông mà bà nghèo lắm, bà tội nghiệp bà tới nỗi bà không được hai cái áo. Nghèo thời kỳ đó vậy đó, bà lội xong mà cái giò bà mình tưởng tượng nó dày cui vậy nè. Mà bà bị miễn đứt đầu mọc cái miễn chai mà ngày xưa cái chai thuốc rầy không nhớ không? Nó cắt đó, trời ơi, mà nó cắt một cái đã cái giò nó dày cui là cái người không có đôi dép mang rồi mà nó tét một đường rồi, máu ra vậy nè. Từ đó tới giờ tôi nói thiệt ông, không bao giờ tôi thấy miếng miễn mà tôi không ấn tượng hết á. Có những cái ấn tượng trong cuộc đời mình vậy, thấy người ta rồi sao, rồi họ lấy đầy kia họ dập tầm bậy tầm bạ vô rồi hết, họ cũng phải đi bò rồi cua bắt ốc nữa. Trong khi mình á thì không được, không có làm như vậy mà mình yêu cầu đứt cái tay chút rồi mình còn la làng nó còn thấy vậy đó. Thành ra tôi cảm thông với những cái khổ của người. Thành ra tôi nhớ cái vụ mà chích đó, bị em tôi bị áp xe vậy đó, là nhớ tới bây giờ này tôi không quên hả. Mỗi lần mà tôi thấy chích là tôi sợ dữ lắm. Đời tôi á không bao giờ có mục nhọt nha, không bao giờ có con mắt hột nha, từ nhỏ lớn không bao giờ có mắt lẹo, không bao giờ có mục nhọt cái gì đó mắt hột nha. Thành ra bây giờ tự nhiên nó đi mổ hay là đi kia là sợ dữ lắm. Nhưng mà đây bác sĩ người ta làm gì, cái bộ phận người ta để cứu chữa cho thầy, chữa trị cho thầy, mà lên thầy nói không, tôi không làm gì hết rồi, thôi đi làm gì giờ, vừa mất thì giờ để mất tiền nữa. Ý là đi là coi cái đó làm sao. Sao làm sao, làm sao, sao nếu mà chứ nó bảo vậy, nếu mà thầy coi giá gì, cũng như thầy đi coi tử vi cây bói gì đó, nó bảo thầy này thầy lo thêm nữa. Tại vì ông thầy không biết thì không sao, còn thầy đã biết đâu rồi mà thầy phải làm. Thí dụ đi, thí dụ nó không có gì thì nó biểu là thôi bây giờ về nhỏ nước muối hay là nhỏ thuốc gì thì không, mình biết này, mình hay là đừng ăn cái gì. Dạ không, bên này không biết cái chuyện đó. Con đưa lọ thầy lọ thuốc cho thầy, con đưa thầy đi uống rồi đó. Cái đó là nó lại làm kiểu như con đó. Con sợ thầy bị như vậy, con đưa cho thầy đó. Nhưng mà không ăn thua gì cả. Đây nó mà rồi á, sao tự nhiên hôm qua đang nói nó sợ cho tôi bệnh vô thấy đó. Nó lạnh một chút nữa rồi, có nghĩa là hôm bữa bệnh vậy nè, nó ngay giữa nè, chắc hôm qua nó sợ rồi sao nó lạnh một chút rồi. Càng nói càng tệ đi, con nói càng con càng càng không, nó lạnh rồi, tôi tưởng đâu nó hết, tôi nghĩ không có đâu, không có hết đâu thầy ơi, nó chỉ lên thôi, chứ nó chỉ tăng thì không hết. Có điều thầy ăn uống đó, hay có thuốc gì đó thì nó làm nó chậm lại, chứ nó lên, nó build up, nó lên thầy. Đó là ông bác sĩ cái bản thân con nói đó, vậy con biết thầy như con thôi. Nhưng mà thầy nói kiểu mà không có chữa thì con nghĩ là vô ích quá. Thầy lên mà gặp bác sĩ rồi bác sĩ quá, thì... chỉ cho thầy là như vậy, thầy bị như vậy, thầy phải làm như vậy. Cái tại qua ông nội vụ con, cái em kia đó thì nó nói vậy là nó làm ở trong bệnh viện mắt. Dạ. Nó biết vậy á thì vô đó đó, nó là nó đắp cái gì, cái thuốc tê gì vô. Rồi nó làm không có đau mà nó chích thuốc thì tôi nghĩ là chết vậy thôi. Mà tôi đã sợ rồi, nó chết tôi sợ nó kéo cái trọng. Nó chết trong trọng mắt cái tôi chết mà. Tôi sợ, không biết gì nữa. Đừng có nói nữa, tôi sợ. Không, nhưng mà thầy không biết cái gì lúc đó mà vô bên này chứ phải bên Nam. Rồi bây giờ ông nói là giặt ra mổ nữa tôi. Không, bên này thì không có cái chuyện trích mà trích sống đâu, làm sống đâu. Nó làm cái gì cũng thuốc tê hết. Nó nói chích cho thầy nghe nữa. Con này vô chứng nhận nó biết mà thuốc tê nhiều thì nó mất trí nhớ. Nó không có trí nhớ đâu thầy ơi, thầy cũng dặn nó bác sĩ chuyên môn gây mê đó thầy, cái gì nó có chuyên môn cả. Không, cái thuốc tê nhiều nó mất trí nhớ. Nhưng mà thế là tại Việt Nam ra chứ bên này nó tính hết, bác sĩ nó học hết, nó biết từng cái tê nào tới bao nhiêu giờ, nó cho thầy biết trước luôn. Kinh lắm thầy, ở đây nó làm rõ ràng, thầy biết là thầy đi rồi thầy quen, thầy sống đây thầy quen à, cái gì cũng rõ ràng hết đó. Thầy đi chích cái mũi cái chích có viên đó, nó hỏi rõ ràng, nó kê ba đúng chạy chuyện có chuyện gì không. Nhưng mà họ đạo hữu Phi La Va ông nói là bác sĩ đây y dược sĩ đây chích vợ đó, chích rồi không phải họng chê bị bố quay phim đó, ông nói vợ chứ còn ông chuyên nghiệp làm ở trong bệnh viện á, họ vô nếu một hai là xong rồi, còn đằng này nó còn hỏi rồi đó, còn nói chuyện đó lại là còn dở đó, rồi tôi mình sợ đó. Ông nói chứ còn bên ổng á là bác sĩ quen á, bên chú nói là nó là vừa nói chuyện gì là bộ ra cho khác là hai thì biết một hai học tới năm nữa. Nhưng mà không sao, không vậy nhẹ lắm, thầy đâu có cảm thấy cái gì đó. Thì không có, tôi ý nói chuyện đó. Là... Có nói về vấn đề quan trọng mà những người đó không có thì người ta, mấy người mà làm bán thuốc thôi
người ta học thêm cái nghề trích cho thầy nữa. Dạ thì ông sao chứ không phải nữa. Cũng hiểu, cũng cảm thông cho ta điều đó. Đó, ừ. Thì thôi thầy đừng có sợ gì cả, con phải thầy thay đổi quan niệm miếng, tại sao thầy sợ quá vậy? Mà tại bên này nha, bên này là tinh tiến nhất thế giới. Rồi, bên đó nghe nó có những, bởi vì tin anh cuộc đời tôi nó gia chạm, mà thành ra nó có những ám ảnh. Bây giờ nói ai xa lạ cái bà cụ mà hồi đó, bà ở chùa tôi đó, bà tôi quý bà thương bà cực khổ, bà giữ chùa cho mình ngủ đó. Mà tới chừng sau tôi cắt cái thắt, tôi cho bà một phòng luôn sát bên đó. Chính bà cụ đó đằng này đưa cho bà đi mở mắt từ thiện đó, mở về đu luôn rồi sao? Ở Việt Nam cứ ai chuyện ai. Thầy Việt Nam thì thầy nói con chịu. Anh nói thầy, những người tôi thấy vậy cái tôi sợ. Tại mình theo cái hoàn cảnh, theo cái thời gian, hoàn cảnh hồi xưa ở Việt Nam, chứ không phải ở Mỹ. Thời gian nó xưa lắm rồi, cái tiến bộ nó không có. Tại vì chỉ có là con nói thầy nha, tầm bậy y tá dạo thôi mà không lên làm bác sĩ đó. Con nói cho thầy nghe Việt Nam. Y tá dạo thế đó mà lên làm bác sĩ, tự xưng là bác sĩ không à. Đấy là chưa kể mua bằng nữa. Còn nói thầy nghe Việt Nam ấy như vậy, nhưng bên này không có chuyện đó. Thầy chỉ yên chí bên này nó có bài bản nào mà không phải một người, cả chục người trong đó. Một thằng bác sĩ làm cho thầy mổ thầy như bao nhiêu, bốn con làm con y tá bị cắt. Con đưa kìm, con đưa kéo, con đưa tùm lum hết, chứ không phải thầy nói có mình tay đôi thôi. Nên thầy đừng có sợ, bên này thầy quan niệm khác đi một tí, thầy thoáng hơn một tí, thầy chắc ăn mà tin tưởng vào nó. Bên Mỹ thầy đó, con nói thầy anh, một sen bạc nó không trả lại thầy. Thầy biết chứ. Trong khi mà cái con tem mà 50 sen, mà một sen bạc không phải gửi lại thầy. Nó ngay nó, tại vì thật sự ra thì chưa có cái gì da chạm rồi á. Đó cái thầy, răng rồi đó, thầy va chạm rồi đó, răng rồi thầy sợ lắm, không biết tại sao đi đau quá thầy chịu không nổi, thầy phải đi. Chứ cái răng thì mới ra, thầy mới ra. Cuối cùng này ông thấy không có gì hết trơn á. Có một kỳ đầu tiên nhổ ở Cali với nha, nhổ tại Sacramento và bác sĩ giỏi đó, mà không biết không, vừa nhổ ra rồi á, tôi đau bước đầu mà tôi nằm không á, nằm mà chịu không nổi, mà về tới mấy ngày mà nằm không, thành ra tôi ám ảnh vậy tới bây giờ, mỗi lần nhổ răng xạ, nhưng mà cái bữa bác sĩ mà ông dẫn đi đó là tôi về tưởng nó đau mà nó không đau gì hết, tại mấy? Sao mà có cái kỳ đó nó như vậy, thành ra trong đầu cứ nó đó, nên nhưng mà thầy phải thay đổi, mà cái răng mà nó đau nó không có đau ở trên không cái... ăn được, không ăn không ngủ được cái thầy, cái đầu chứ không biết đâu đó, thì con biết sao con biết, nhưng mà thầy cứ yên chí vào đây, thầy phải tâm trị ấy thôi. Chứ còn thầy chưa đi mà thầy nói là thầy không làm cái gì cả thì con vô ích, nghĩa là vô ích lắm. Không đừng có nói, tại vì con quen với người ta, con nói thật, con nhưng mà sao thầy ơi, con đã rút cái kinh nghiệm nào rất là sợ, tại vì ông đấy là cường mà phải mổ nó kêu tôi sợ lắm. Bên này chứ đâu có thuốc nào trị cường đó thầy. Đừng có cách nào, không có cách nào hết. Nó vợ mà nó tháo ra nó mổ cho thầy, nó lột cái mắt cường mới đi có dậy thôi. Mà lúc đó thầy không biết gì đã, thầy là thoải mái thầy ngủ nhưng mà cái gì cũng vậy, cái gì đã tới thì đã tới. Mà nồ á, bởi đằng này rất ghét cái tật, cái tật nồ. Ghét cái ai mà nồ đó. Không, bên Mỹ này nó nói thẳng cho thầy trước, nó nói cái gì nó làm tới đâu yeah. Nói vậy. Chứ nó không giấu thầy cái gì hết. Nó không giấu một cái gì, nó nói thẳng cho thầy. Tại có cái tâm lý thầy nhẫn chịu nó. Thầy chịu như vậy chứ, còn thầy mà nói thầy phản kháng thì tôi con nghĩ là những nay đi bác sĩ đấu vậy. Ông vô ông nói thầy cái gì, ông cho thuốc cái gì, bị cái gì, ông cho thuốc. Thầy không muốn là chuyện của thầy. Ông không chịu nhận cái này, ông không chịu nhận đâu. Ông chỉ nói cho thầy biết là thầy như vậy, thầy thuốc này thầy uống đi. Mà thầy không chịu uống, thầy về thầy cất đi, thầy gửi cho Việt Nam. Thì con chịu thương cái con nói gì vậy thầy vậy? Đó nên nó kẹt như vậy đó, nhưng mà tùy thôi thầy. Nhưng mà nếu mà đi mà thầy không nhất định không chịu chữa gì cả thì cũng vô ích lắm này. Nói thật, thầy phải nghĩ lại đi. Thầy nghĩ lại đi chứ còn thầy phải nghĩ lại quan niệm với thầy. Chứ còn đi là phải chữa đó, bác sĩ bảo sao là thầy này muốn khỏe thì thầy phải làm. Thì đi. Thì bây giờ không, thì cái lời của cái đạo hữu ở bên sang Phan họ nói rõ ràng là cái này không đến đổi thầy, nhưng mà phải đi liền. Không thì không đến đổi là không có đau, nhưng mà họ không có mổ gì đâu. Họ cái này là nó xúc được, giống như mình nói theo kiểu nó lợt cái gì đó là kéo nó lại. Thì cái giọt cái giọt mạc cái gì mạc mạc gì đó, chứ còn là không có cường, đừng có bị ông nội vô cường mổ. Con không biết, tôi mới sợ. Con không biết là tại vì con không biết. Tại mỗi cái cơ thể mỗi người nó khác. Yeah. Tại vì con mắt thầy mỗi người nó khác chứ không phải giống nhau hết. Dù thầy trẻ, thiệt tình có cường lên phải 50-60 trở lên mới có cường. Dạ, yeah, đó thì ra. Con yeah. biết nhưng mà cái cơ thể thầy con không biết đâu. Thầy bảo là thầy thiếu rất đôi. Thầy có bảo thầy thiếu rất đôi không? Thầy không ăn seafood, không ăn cái dầu gì cả, thầy thiếu rất đôi.
nên cái gì đấy thầy vẫn bảo như vậy đó, con đâu có biết, mỗi người thể hiểu khác, thầy vô bác sĩ nó mới biết, nó chuyên môn nó biết, nó nói cho phán cho thầy cái gì, thầy nó phải làm cái gì, nó không làm được nó gửi cho bác sĩ đặc biệt. Con nói thầy nghe, con nó vậy đó, đi khám xong nó bảo tao mổ không được, mày lên thằng bác sĩ kia đi, con nó bắn nó xe cho mày đó, thì thầy bị chịu thôi, thầy muốn mắt thầy tốt thầy nhìn được thì thầy phải đi. Chứ còn này bảo thầy không biết làm gì cả thưa, con chịu thua. Không thì không cần, chỉ cần mình có đuôi thôi à. Đó đó, đừng có đuôi được rồi, con chỉ cầu vậy thôi. Nhưng mà có điều ok, nhìn nó rõ. Tại càng ngày càng tại càng ngày càng già đi, sắp phải 50 tới nơi rồi, ngũ thập tới nơi rồi thầy. Chứ thầy không trẻ đâu nghe. Đó thì thầy mà nghĩ là giờ mà thầy không chịu làm như vậy thì mắt thầy về sau kẹt lắm. Mà hơn nữa thầy ở có một mình. Con nói thầy nghe, cái gì cũng phải sáng suốt một tí. Một mình cho nên nó có, tới dù hồi nãy thấy trời bốn mưa đi bưng cái hũ hũ chuối như hũ chanh đó, không làm á, bưng vô cái đó bị, khi mà hồi làm mình không có nước, bây giờ mình làm kỹ nó phồng lên, đụng một cái xì nước ra đem đi đi mở nắp đây, cái nó đổ gần phân nửa rồi tôi bực hết sức rồi, không phải không, cho nên nó tuổi giờ nó vậy, nó muốn đổ đổ chứ đâu có như hồi xưa là không nói có giờ đó, thì còn nói càng ngày đến. Nhưng mà nếu mà không cái mắt thầy cũng gì còn tệ hơn nữa. Con nói thật, khổ Việt Nam khổ lắm, những cái mắt mà loà loà đó thầy, khổ lắm thầy không biết đâu. Đi đâu phải mở mẫn đục đồng chân quả. Không biết nó đủ cái hả lục căng á, lục căng mà nó bị động thì cái thân nó cũng bị động, rồi cái tâm nó cũng bị động. Không tịnh được, không tịnh được cái thầy. Nó dễ nhiều cái bực mình. Vâng. Cho nên vậy đó mới cần, tại sao người già đó, càng già ta càng ở yên một mình. Hả, nó thanh tịnh là vậy đó, để cho nó đỡ cái phiền não mới hiểu là bên đây Mỹ nó sắp xếp tại sao người già ở mình. Cái gì cũng vậy là nói, nó không nghe, nó có cái này, nó mới có cái kia. Tại vì tôi á, nói hết để hôm qua nói giữa trời qua nay tôi thế giới họ động lắm, họ đang nghĩ đằng này họ nói đằng này chửi hôm qua hay đó, chứ họ không có phiền đâu. Cho bỏ cái tật nhiều chuyện nghe, nó không nghe. Thí dụ á, cái chúng sanh á, nó muốn giữa ông với tôi đụng đầu nhau. Tôi nhớ là tôi có chửi ai mà đào vào gút mã, tôi chửi ông hồi nào. Tôi chỉ nói vậy nè, tôi nói với cái bà lũ đạn á, tôi nói tôi có đào vào gút mã ai chưa mà ta đòi thưa tôi. Ông hiểu không? Nói vậy là tự suy nghĩ, tôi nói vẽ không đậm mà đồ mới đậm. Rồi đó, mấy cái bà này tại sao? Tôi hỏi ông tại sao mà nhắc tới mấy cái mụ này là tôi phiền. Ông coi đàn bà đáng tuổi chị tôi, đáng tuổi mẹ tôi chứ có chị nữa. Mà ông coi tôi thì thật sự tôi cũng tốt lành kỹ khô gì, nhưng mà tôi cả đời tôi nguyện là tôi tu. Thà tôi không cạo đầu, tôi ra đời tôi trai gái sao cũng được. Tôi nói hết nó có đậu đôi cho ông nghe rồi, tại sao phải biết tôi giận? Bởi ông cũng không khéo nữa, là nói luôn xin lỗi, nói rồi bỏ. Ví dụ ông nói, ông hỏi tôi có đầu có đuôi không, ông nói vậy cái hình ra giống như ông nghe nó bị động không. Đàn bà, mà đàn bà ngoài đời, tôi là ông thầy mà ngồi lỡ nhau đó, tôi cái còn sung hay không sung, mập về bự hay nhỏ không, tôi nói nghe coi rồi đem đi. Hồi lúc mà còn thân nhau á, nó có những cái chuyện này nó ra thì kia là tôi chửi từ thời đó rồi. Mà ông coi tôi nói, ủa tôi kệ mẹ tôi bắt chứ này, nói tôi á xấu mà có duyên ngầm, coi vậy chứ ông này mà ông coi như con người ông nói này kia là ở không mà đón, mà thiếu gì hình như ông sao ta không đón, là tu bắt chứng thì tu thầy tu đem đi đón. Tôi đã hầm từ lúc đó rồi, từ lúc đó nó kéo dài tới lúc này, ông biết không. Rồi bây giờ tại sao thí dụ như á, tôi mới nhớ lại cái chuyện này nè, hồi thời Đức Phật nói á, có câu chuyện giữa cái con cọp với con nai. Con cọp mẹ đó nó dí cái con nai mẹ nó xé thay, nhưng mà con nai mẹ nó đang sanh con, hai con đều đang có con hết, nhưng mà cọp phải ăn thịt nai. Nhưng mà khi mà con cọp mẹ nó dồ con nai rồi đó, con nai mẹ nó ráng nó lết, nó tha mồi, nó lết về tới cái ổ của nó để cho cái miếng mồi đó cho con nó ăn, rồi nó lấp cái miệng hang đó nó mới chết. Thì con cọp mẹ mới nhào tới dồ con nai để xé thịt, thì khi xé thịt ăn nó kéo cái xác con nai mẹ ra đó, thì thấy con nai con nó ở trong hang á, nó hội đầy đó ở trong hang đó, cho nên con cọp mẹ nó mới khởi cái lòng thương, nó nói thôi bây giờ mình đã ăn thịt con nai mẹ đủ rồi,
thôi giờ con nay con là nó tha về nó làm bạn của con đó, tha về cho làm bạn cọp con. Tôi nói cái câu chuyện này y như câu chuyện ngày hôm qua mà nó làm cho ông cái tôi cũng đầu rồi đó. Thì có cọp mẹ nó gần chết, nó mới trăng có nó lên này hai con à, mẹ vốn với con nay mẹ của con á, nó có cái lầm lỗi gì giữa người lớn. Còn hai con phải hứa với mẹ trước khi mẹ qua đời là hai con đừng nghe một ai. Mà hai con á, dầu là hai giống nồi khác nhau nhưng cùng bú chung dòng sữa mẹ. Hai con phải thương nhau, đùm bọc với nhau. Đã rất trăng tối hai con nó hứa rồi. Vậy mà cái con giả can á, nó biết cái chuyện này nè, nó biết cái chuyện hai cái người lớn này nè. Bữa hôm đó nó mới chơi hai con, nó chặn đường con cọp, nó nói lên đây cọp con à, bác thương con, bác mới nói nghe, con thấy con nai không, nó thù con cọp mẹ của con á, bởi vì con cọp mẹ con ăn thịt mẹ nó cho nó thù, cho nên cái sừng nó mỗi ngày nó mọc tua tủa ra, phải không? Rồi nó mới chặn con nai, nó nói con thấy không, con cọp mẹ nó chơi, nó nuôi con để nữa con làm miếng mồi cho con cọp con của nó đó. Con thấy mỗi ngày mà con cọp mà nó ngủ dậy, con thấy nó rống không, nó định tới nó dồ con đó. Vô tình hai con nó nghe con giả can vậy đó. Thành ra tôi nói đây là cũng phải học cái kinh nghiệm giữa tôi với ông trước sau gì. Tôi muốn nói là tôi nói ngay, thật sự tôi không sợ ai hết. Còn cái chuyện á, khi mà tôi nổi nóng tôi lên rồi tôi nói, tôi bất chấp cái chuyện đó. Mà con người á, mà nói nóng nói liền vậy á, chứ không có hiểm độc. Ông đấy tôi không hiểm độc rồi thôi à, tôi ngủ đêm tôi quên mất tiêu à. Còn cái thứ mà đó, ai mà nói gì á, tức là bộ nó gật gật, nó cười, nó nuốt nước miếng vào tim đó, cái thứ đó nó mới độc, cái thứ đó nó nhả ra đó, còn hơn rắn độc. Còn tôi á, đụng một cái là tôi làm cái ào, làm rồi ngủ cho nó sướng hơn đâu mà nhớ làm chi. Nhưng mà tôi ghét lắm, bởi vì ngày xưa á, những Phật tử mà nuôi tôi á, thiệt là hữu á, những bà ngày xưa không có như mấy con mẹ già ngày nay đâu. Cái tên tôi nói thành thật, ngày xưa Phật tử đi chùa không có như Phật tử ngày nay nữa. Nói không phải tôi quơ hết đùa nghe, nhưng mà tôi nói chuyện. Ngày xưa tôi nhớ ở Gò Vấp có cụ Quán Thuận nè, cụ Nhật Phú nè, cụ Diệu Thiện nè. Ở Bà Triệu có cụ Diệu Thiền nè, cụ Hạnh Phụng, các cụ lớn tuổi á. Nhưng khi tôi tổ chức đi đâu á, đi hành hương mấy ngày trời, mấy cụ muốn lo cho tôi, mấy cụ ngoắc mấy đứa đàn ông á, hai mấy chú thiện nam đó, chú đem cái này lại đưa cho thầy ăn nghe chú, này tôi đem thôi cho thầy. Chứ không có vụ như mấy con mẹ ngày nay mà đem cho ông thầy ăn á, bưng cả ống eo cái thầy ấy, con này cho thầy ăn ngon không, không có vụ đó. Ông ấy nó khác xa, cho nên tôi tại sao tôi ám ảnh Phật tử nó ra Phật tử. Ngày xưa những Phật tử nuôi tôi như vậy mà tôi mới có mặt ngày hôm nay như vậy, tôi nhớ cái ơn người xưa. Nhưng mà tôi thấy Phật tử người Nam thấy không, già nó không ra già, trẻ nó không ra trẻ, nó cả ổng tèo cả lã, con gái nó lã lướt mình không nói, mà nhất là đàn bà. Bây giờ nói ra tôi khui hết cho rồi, sáng tôi mới giả tôi nói tôi khui mất mặt ráng chịu à. Mấy ông thầy mà trẻ trẻ đẹp đẹp á, nhờ lái máy bay máy bả đó mới làm chùa to Phật bự á, 100 chùa hết 70 chùa vậy nghe, chứ tôi không quên nữa, hết 100%. Không thấy ông nó tồi tàn, cái đạo đức nó xuống vậy đó. Cho nên tại sao mà hãy nói tới mấy bà mà già là mà trọt tới trọt luôn là tôi chửi là vậy đó. Chứ tôi là người rất tôn kính đàng hoàng. Nghệ sĩ mà họ còn hát, họ nói đó khi đóng tuồng á, thì họ son phấn. Nhưng mà màn đêm, màn sân khấu mà kéo màn rồi họ trở về cái vai phấn son, họ trả về phấn son, huống gì tôi là người tu. Khi mà tôi giảng tôi không từ ai, mà khi xuống ông đạo hữu thấy không, trò cung kính đàng hoàng, cái trò đâu có nói bậy. Trời, con người nào nói bậy tôi mới quất bậy, tôi mới thẳng, tôi mới chửi thôi. Cho nên từ đây sao á, trò nói cũng đang á, đừng có mấy chuyện này ông hoan hỷ. Cái gì nó qua đã, tôi nói nó qua rồi tôi bỏ, tôi không nói tới mấy người này nữa. Nhưng mà nó hầm hừ nó như là con mèo mà rựng được tháng 3 không biết không. Cho nên nó thù, mà tôi biết nó thù tôi cái gì.
tôi chửi một lần cho bỏ cái tật mà đàn bà mất nết, đàn bà già mà không ra bà già vậy đó. Mắc mới thì tôi tu, để tôi tu, nó ngồi nó đón mò, đón non. Còn sung hay không sung, không ăn chay từ nhỏ thì không có như người đời không kia coi rảnh không. Từ cái chuyện đó mà tôi hầm hực tới ngày hôm nay rồi. Cho nên tôi nói ông nghe vậy đó, tôi cung kính, ai tôi cung kính, nhất là Phật tử đàng hoàng, đáng tuổi chị, tôi coi như chị. Nhiều Phật tử lớn tuổi tôi kêu chị, Phật tử không cho biểu thầy, kêu con bằng con, tôi nói không, tôi đáng tuổi chị đáng tuổi chị thì tôi kêu bằng chị. Đúng là hồi xưa thời Phật cô với chú thôi, chứ không có chị, không có anh. Thời tổ á, là Phật tử nhỏ lớn gì không biết, mà thiện nam là chú, tín nữ là cô. Nhưng mà tại vì mình đang sống trong cái xã hội phương Tây thì mình đáng tuổi chị mình kêu chị, đáng tuổi lớn tuổi mẹ mình kêu cô vậy thôi đó. Là nói thành ra nói ông nghe vậy đó, thành ra ông mới nói câu, ông nói mai là ông chưa nói câu ra mà ông tôi chặn liền. Ông nói tôi chửi vậy cũng như tôi chửi tôi thì kia, không phải tôi đâu có chửi ông, tôi chửi cái bà kia gì đâu. Tôi nói tôi có đụng chạm đào mò quốc mã ai đâu mà đồ xưa tôi. Ông hiểu ý cái câu tôi nói không? Đó. Bởi vậy cho nên tới giờ ta đi vẽ không đậm mà đồ mới đậm là vậy đó. Cái người vẽ đâu có đậm đâu, mà cái người mà cầm đồ lại đó nó mới đậm. Thành ra tôi hỏi ông á, đã tôi không muốn đụng chạm rồi mà đi kiếm chuyện với tôi làm gì, cho tôi mới nổi nóng, tôi mới nó bao nhiêu việc nó dồn vô như vậy đó. Cho nên nó vậy tôi mới la là vậy đó. Thành ra tôi nhớ là những Phật tử lớn ngày xưa, hồi xưa họ lớn tuổi họ đàng hoàng lắm, chứ Phật tử như bây giờ. Sao mà Phật tử bây giờ 70-80 mà tôi kêu bằng cụ không cho. Ông ơi, ngày xưa 60 tuổi là mình kêu bằng cụ rồi, bây giờ 70-80 rồi mà kêu bằng cô không chịu nữa nghe. Ổng hẹo nè, rồi đi chùa phải ăn mặc cái gì đó, cái quần một ống, hoặc là ăn mặc không có giống ai, tên ăn mặc cái áo tràng á, thì nó may vuông rồi nó lồi cái ngực ra, mà cái ngực thì nó tuột xuống gần tới cái rúng rồi đó, mà mặc vuông áo vậy nè, thành ra có những cái nó không có lịch sự. Thành ra nói ra tôi biết đụng lắm mấy bà thôi mà nó thiệt. Thành ra nói rồi đây đừng nói nữa thầy. Tôi còn nghĩ là thầy nghĩ về nó thầy nói ok, tại vì thầy nói bao nhiêu cái mang cái nặng nề nghiệp gì đó, còn nói thật là thầy nghe gì đó. Không có nghiệp không, mình nói mà mình ác ý á, nó cái nghiệp. Mình nói để mình cho những người không có phạm phải, người ta đừng phạm phải, cho những người phạm phải người ta suy nghĩ tới lại. Nếu sao thì nói người ta cũng có người quán này, có cái người quán kệ mẹ nó đó gì đó, đấy khổ vậy đó. Tại sao mình thật sự mà mấy cái đó là kiếp sau nó là theo tôi hết á ông đứa. Còn bây giờ cần là nói cho người ta thay đổi, người ta sửa sai không sao. Đối với Phật nó có cái vấn đề, đạo Phật có cái vấn đề tồi tà phụ chánh. Ông bây giờ trên đời này toàn nó thiệt là hữu á. Ông Phật ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế đó, mà ông biết người ta quán ông Phật biết bao nhiêu người không? Hàng hà sa số người ghét ông Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đừng nói chi một hai người. Đó là ông Phật là ông hiền cỡ đó, là một con người đại từ bi, đại hỷ xã, bỏ hết tất cả quy quyền thế lực chỉ đi thuyết pháp độ sanh, mà còn hàng hà sa số người quán ông. Chứ đừng nói chi mà bây giờ tôi này là phàm phu tục tử, không đạo hữu đừng có lo vụ đó. Thành ra nói vậy đó, con người mình á, chuyện gì nó cũng vậy á. Con người mà sống nó rõ ràng á thì chết nó rõ nét rõ ràng à. Còn con người mà sống úp mở á, chết nó úp mở. Thành ra sống cái sống của tôi là tôi sống rõ ràng, chừng nào chết nó rõ ràng. Tại sao chết á, ông thấy không, có nhiều người chết tái liệm, nó đen tím như đánh, tại vì con người sống rõ ràng. Còn khi mình sống thì nó rõ ràng coi, chết nó miệng miệng cười, không cần hậu niệm hậu móc gì hết trơn á, vẫn miệng miệng cười. Biết bao nhiêu người ta buông xả được, ta sống rõ ràng, chết ta rõ ràng. Còn mình sống ấp mở mở, mình suy nghĩ trăm chiều thôi, chết cũng có hộ nào nổi hết trơn, chứ đừng nói niệm. Nên giờ tôi thiệt đạo hữu là sống, tôi mong tôi sống nó rõ ràng đó. Tôi nói chuyện cũng vậy, nói chuyện tuy rằng rồi nói hỗn thiệt, rồi nói dữ thiệt, nhưng mà nói rất rõ ràng, nói chứng mực đàng hoàng, chứ không có kiểu mà quơ đũa cả nắm, không thấy không. Tôi nói Phật tử ngày xưa nó không có giống như một số Phật tử bây giờ, tôi dùng cái chữ một số
tôi không có dùng hết trơn phần tử bây giờ à, bởi vì cũng có những người đàng hoàng à, cho nên khi mà trời giả nhìn á, đừng ai nói tôi hổn quá, tôi chửi, tôi nói rõ ràng là không có bẻ tôi được đâu, chỉ có cái là nó mạnh vậy thôi. Cho nên á, con người sống rõ ràng, nên đã hữu có cảm thông điều đó à, tôi sống rất là rõ ràng vậy đó. Từ đây gì? Dạ? Thì con cũng sợ vậy đó. Là con muốn nói ba cái chuyện không? Con nói thật thầy từ xưa giờ cho con nói. Con nói gì ba cái chuyện là thế nào? Ai muốn làm gì làm? Đâm sau lưng con cái gì con tỉnh bơ đi con theo. Nhưng mà mắc chứng thì ông đi chạy đó chặn đường nói ông phải nhiều chuyện không? Ông không nói tên người đó cho tôi đi. Nhiều người lắm này. Có nhiều người lắm như đuổi thầy bên kia cũng vậy. Người ta chặn đường con người ta hỏi ông ấy làm vậy có không? Ông đó thì khác, còn không, tôi con thì khác. Nói thành như vậy, con đi chợ lại con cái ông đó là ấp mở mở, còn thấy ông còn trò tôi nó thanh thiên con, bạch nhật, tôi chỉ có cái miệng thôi à. Tôi không có cái gì mà ấp mở mở trên tôi thì, có cái miệng à, tôi thương ai là tôi nói thương, ghét ai là tôi quất thẳng thôi chứ phải chi mà tôi ấp mở hồng the khiếp kính tiền bạc hay là tình cảm đó ấp mở mở thì đã hữu thấy, còn tôi không thấy rõ ràng không? Ông nghĩ coi bây giờ nè. Ông một điều ông nghĩ bây giờ tôi ở đây là nó thành thật nhìn kỹ á, còn hơn ở tù nữa. Nhưng mà điều á, tôi bằng lòng với cái cuộc sống tôi nó ăn dày. Chứ nếu mà đạo hữu coi, nếu như như ngày mà đóng vai trò tôi coi giống như ở tù không, tối ngày không đi đâu được hết trơn, không biết lái xe, không nói chuyện với ai được, chỉ rảnh đi dạo lối xóm vậy. Mà ông nghĩ dạo lối xóm nói chuyện với ai? Con nít thì mình không dám gần, sợ nó nghĩ tầm bậy tầm bạ. Người lớn thì bây giờ bệnh Covid cũng không dám gần gặp nhau, cũng không dám bắt tay chào. Cái cương vị thầy khác nhiều lắm, thầy không biết đâu. Dù sao là thầy tu hơn cả 30 năm rồi, cương vị này này nó khác lắm. Tại vì thầy cố tình thầy bỏ đi, thầy kiếm cái chỗ này. Mình nói đi, nói lời chứ thiệt đạo hữu quan hỷ cũng không có cương vị ông mẹ gì. Không, cương vị con nói thẳng như vậy. Tu hành không có con gọi thầy bằng cái thầy đó là vì cái cương vị của thầy nó càng khác. Càng tu nó càng bình thường, càng tu nó càng thể hiện con người thật. Chứ còn thật sự tu nó có cương mẹ gì đâu mà cương vị. Không, nó cương vị khác, thầy lên này khác, thầy lên đăng đàn này mặc cái áo thầy giặt khác nhiều. Thầy hoàng pháp nó khác nhiều lắm thầy, không phải như thầy nói chứ. Thầy không muốn là tiến sĩ, thạc sĩ con không biết. Nhưng mà thầy cái mặc áo thầy tu vô, thầy lên đăng đàn, thầy diễn giảng này nó khác nhiều lắm thầy. Thầy thấy không? Con đâu cần thầy phải tiến sĩ, thạc sĩ gì, con đâu cần. Không có gì khác hết trơn. Đạo thầy là nói như thật, không có gì khác hết. Đừng có là cái chấp vô nữa. Bây giờ tôi thích thế nè, ngồi tự nhiên, nói chuyện là mặc áo tự nhiên vậy. Không có lúc nào mặc áo. Đó, tôi thấy mấy cái thứ mà nó, nè, có mấy con quỷ Bắc Kỳ nha. Tôi nói mấy mẹ Bắc Kỳ ni á, hồi xưa tôi ở cái chùa có mẹ Bắc Kỳ á. Tôi nói ha, tối ngày là không rời cái áo dài. Mà tôi nói á, trong cái lớp áo dài ở bên trong á, nhưng mà nó thâm độc, nó tinh tế, nó tính từng cắt từng đồng, nó tính từ cái mua hại người ta. Chúng sinh là vậy thầy ơi. Thầy nói cần chi mặt, tôi nói thiệt ông, lẽ giờ tôi cải đạo, tôi cải bỏ cái lớp áo đạo, tại tôi thích vậy thôi chứ thiệt, lẽ tôi cải đạo chứ không mặc cái thứ đó che vô làm cái gì. Càng mặc y áo càng thùng xè bao nhiêu thì trong tâm nó càng mưu mô xảo huyệt, càng tính toán nó giết người không giao. Mà ông nhớ là thứ nhất là tôi nói xin lỗi ông, đừng buồn Bắc Kỳ của ông á. Ông thấy những người Bắc Kỳ một số người á, tôi chửi hết nha. Ông thấy tu miệng thì nam mô bụng chứa bồ vô găm là cái đám một số nha, một số đám Bắc Kỳ của ông đó. Trời ơi tối ngày A-di-đà-phật nó phẹt không à chứ nó phạt đâu. Tôi cần, nói cần cái uy nghi, cần cái trang nghiêm thầy ơi. Nên tại sao thầy lên đăng đàn thầy mày mặc quần áo đàng mà không nói giỡn được nghe này. Đã bắt buộc thầy làm gì làm, nên tại sao người thường á cư sĩ không lên đăng đàn được cả vậy đó. Chỉ có tỳ kheo có tăng mới được lên đăng đàn mà nói chuyện đó. Thầy có lý do chứ không phải dễ đâu thầy. Thầy lên đây trong cái uy nghi của thầy người ta sợ rồi, người ta khiếp rồi, người ta phục rồi. Rồi thầy nói gì người ta mới vô được. Chứ còn thầy bình thường như cư sĩ này thì ai thục, ai nghe. Có nói thầy nó khác lắm thầy. Nó xong rồi. Bây giờ ông thì cứ chấp cái hình tướng đó. Trời ơi, quan trọng lắm thầy ơi. Thầy quan trọng lắm, đạo thầy bên bảo đó. Đạo Phật không có khiếp. Đức Thế Tôn ngày xưa đi các thực, rồi ngồi nói chuyện với bà già Sở Kim. Đức Phật đi các thực nói chuyện với người bệnh cùi, Đức Phật đi khất thực, nói chuyện với đám trẻ con,
là cũng là bài pháp chứ đâu có nói Phật đăng đàn đâu. Đừng quá cái hình tướng, cái người mới tu rồi nó khác. Trời ơi, cái người mà chấp hình tướng quá được, biến đi, ông đừng nghe mấy con quỷ già đó nói nữa. Tôi không có thích mấy cái thứ mà nó đẻ, tôi dùng cái danh từ là nó đẻ con mà không biết cha nó là ai. Cái thứ mà đẻ con mà không biết cha nó là ai thì cái thứ đó không có nói chuyện vô với cái đầu tôi nổi không. Nên đó, tôi không thích, tôi kệ á. Okay, ai thích thì đến, không thích thì thôi. À, giờ đã hữu quan hỷ là giờ dụ mà mắc thì bây giờ làm sao đi khám sớm ha. Vâng, lần sau thầy đi. Để thôi, mình tự, lại thôi. Tự là hỏi rồi, không biết nói làm sao. Thì đừng có gì đâu, chưa đến nỗi mà khủng khiếp. Ngoại không, thì thầy khủng khiếp, cái, con vô bệnh viện liền. Không, cái người mà chuyên về mắt á, sợ nó thường á, như vậy là phải làm liền. Để làm liền đỡ cái vấn đề kéo dài. Vâng, nó tăng thêm á. Con biết hay sao con biết? Thì thầy mới nói thì vừa nói được 1-2 ngày chứ bao nhiêu đâu. Mình đâu biết. Bác sĩ chứ. Không biết, bởi vì không biết đó. Không, thì con biết đâu. Rồi, thầy nói ra cái tình trạng là con biết rồi, con biết là phải hẹn cho thầy rồi. Nhưng mà sao qua nói đó, chuyện thầy nói chuyện khác. Nó vậy mà sao tự nhiên khi nói bây giờ sao tôi che lại nó là tiêu nữa là tôi nghĩ nó hết không? Đừng đâu nó sợ nó hết không? No, nó lên tăng thêm nữa thầy, tăng nặng thêm nữa. Có điều phải theo lời bác sĩ thầy. Thầy muốn sống thì phải theo lời bác sĩ. Có vậy thôi. Chứ người bác sĩ người ta làm việc làm gì, người ta đi học để làm gì. Người ta chỉ mình cái đó mà mình không nghe thôi chịu. Ok, nếu mà thầy thay đổi thì thôi được rồi. Thì con hẹn lại. Rồi tuần sau mình đi. Dạ. Để đoạn đành vậy. Vậy là bây giờ bữa nay lấy cái hẹn hay là thứ hai mới lấy? Thứ hai mới lấy. Con hẹn, con cancel ngày qua. Mấy thứ bảy không làm việc, nó đóng cửa rồi. Nó chỉ làm việc thứ hai đến thứ sáu thôi. Thứ hai con lấy để hy vọng trong tuần này đi được. Vâng. Vậy vậy thôi chứ còn không có 1-2 ngày không ăn thua gì đâu thầy ơi. Tôi có thể kết tâm, ngoại trừ thầy bị móc mắt chảy máu hay gì đó, hay là thầy không nhìn thấy được mờ toạt ra đó, thì con vô thầy em xin nó làm liền đó thầy. 6 tiếng rồi. Nó làm liền. Không mắc sao mắt chảy máu chắc chết rồi. Không thì con đâu có biết đâu, cái chuyện mà nó chảy cái mạch máu ở trong con người á. Nó chảy máu ra, nó rỉ máu ra, thay vì nước mắt thì nó chảy nước mắt máu. Có vụ đó. Có nhiều lắm thầy ơi, con đụng chạm nhiều lắm rồi. Nhưng mà có điều thầy mới còn nhìn được thì cái này thì bệnh nó gọi là ok, nó từ từ nó build up lên, nó từ từ nó chắc nó ăn uống tầm bậy tầm đó, bạ thầy đó. Có thể tôi có ăn uống tầm bậy tầm bạ đâu mà chảy máu ví dụ vậy đó, con không biết tại vì nó bị tăng sông lên nhiều quá thầy biết không, khi tăng sông máu á thì máu nó phải lên cái mắt mình chứ, mà cái mắt nó tăng sông là nó làm cái gân máu của mình nó chịu không nổi, nó bung ra, nó bung ra rồi nó chảy ra đi đâu, nó vô lòng con người thẳng nhìn thấy gì nữa. Khi mà cái gân máu mà nó chạy trong con người thầy á, nó bị bẻ ra gì, máu nó vô trong cái con người thầy á, thì sao thầy nhìn thấy được? Cái võng nó gọi là võng mạc á, thầy nhìn thấy được. Đó thì trường hợp là sao? Thì phải đi bắt, nó phải đi bác sĩ mắt. Nó hút cái máu ra cho thầy. Nó hút cái máu. Vậy là tại nó trong cái máu nó đứt mình máu. Nó đứt mình máu con người còn gì nữa, tại bị tăng sông đấy. Thầy biết tăng sông là cái áp suất cái máu cao lắm, nó đập mạnh lắm. Thầy ăn mặn nhiều quá thì nó đô mặn 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 đó, nó đập cái gân nhỏ xíu cho nó mắt này, hay cái não của thầy nó không đủ chịu nổi, nó bể ra rồi thầy bị vô liệt. Cái đó em con phải đưa về đi AMC liền, không có nói năng gì nữa. Chứ còn mờ này từ từ thôi, 1-2 ngày đâu chết chắc vậy đấy, ông mới cẩn thận ông nói vậy chứ không phải như vậy nha. Ok rồi, con cảm ơn thầy, thôi con đi nha. Dạ mai thầy mai dạ. Cho mai thầy cần gì không, mua gì không, bánh mì bánh nhất gì không, thôi mấy trộn gỏi rồi má ăn đi. Vâng, ok rồi rồi, còn cảm ơn thầy, không cần mua gì nữa bạn thầy khỏi còn okay, tao hủ nha con. Đi nghe. Xe đi vô nhà đây.